Cảm ơn chị Tâm. Tôi nghe câu chuyện tôi xúc động quá. Tại vì thực ra hồi nhỏ tôi trưởng thành cũng đã có hoàn cảnh rất là khổ. Tôi đã từng trải qua những cái buổi gần như đói không có dạ. Dù buổi sáng đi học mình cũng đói. Để nói mà đi dọc đường từ nhà tôi lên cái trường tiểu học được 3-4 cây số như vậy. Tôi xỉu dưới đường luôn. Rồi về một người hàng xóm đó. Sau khi mà tôi được người ta dìu về trở về thì cái người hàng xóm đó nhìn nhà tôi mà không sao, có ngay để cô pha cho con mình đi sửa không? Đấy. Lúc đó tôi mới thấy được cái tình cảm, cái lòng nhân ái nó quan trọng. Tôi vừa uống một ly sữa thì có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được uống ly sữa không như vậy, uống xong nó tỉnh. Thì thật ra đó, không ngờ chị Tâm lại chọn cái chuyện này, những tấm lòng cao cả. Hồi tôi đi học lớp 4 ở một trường tiểu học, trường làng, từ dân B quê tôi Quảng Ngãi. Thì may mắn là tôi được gặp một người thầy dạy. Thầy tôi, ông khoe là ông đang học một lớp với ông Trịnh Công Sơn. Thì tôi thấy ở cái dáng vẻ của thầy đó nghệ sĩ tính lắm. Nhưng mà đặc biệt là thầy tôi rất muốn khuyên chúng tôi phải đọc sách. Biết chúng tôi nghèo khổ không có tiền mua sách. Cứ mỗi lần vào lớp thầy tôi cứ lật cuốn sách này. Hôm nay thầy sẽ đọc cho các em nghe một câu chuyện. Thì tình cờ lâu lắm rồi mấy chục năm tôi lại thấy chị lại đọc lại cái chuyện mà tôi từng nghe ngày xưa và nó ăn sâu vào tâm hồn tôi. Tôi cảm ơn chị Tâm. Văn Đệ Messi là một tác giả của người Ý. Thật ra nhiều tác phẩm đã được viết ra nhưng mà quyển nào viết cách nhẹ nhàng thôi, thoải mái thôi. Vì sao tôi tìm hiểu được biết là quyển nào viết cách rất là nhẹ nhàng và gần như không cố công gì hết. Chỉ ghi lại những cái sự kiện đã xảy ra mà ông chứng kiến thôi. Không ngờ quyển sách này nó thành nổi tiếng đi cả toàn cầu. Và tôi như chị và tôi ước mong sao mà mỗi trẻ em đều được đọc cuốn sách này. Riêng tôi có lẽ tôi cũng sẽ góp vào cái bữa hôm nay một cái câu chuyện của Văn Đệ Messi này. Ngắn gọn thôi. Thầy tôi trong từng câu chuyện kể ngoài câu chuyện mà chị Tâm vừa đọc đó, thì thầy tôi có nói đọc tôi cũng nhớ vậy đó. Từ hồi đó tôi mới có 12 tuổi đến nay tôi đã già tóc bạc hết thì 40 mấy năm rồi đó. 48 năm trôi qua rồi, tôi nghĩ như vậy. Và mà tôi nhớ như in câu chuyện đó là lòng yêu nước cũng dưới dạng bức thư như vậy. Nếu có người nào đó hỏi con rằng, hỏi anh rằng tại sao anh yêu xứ sở của anh, thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng tôi yêu xứ sở của tôi vì mẹ tôi sinh trưởng ở đấy, vì những dòng máu trong huyết quản của tôi cũng đều là của người, vì trong khu đất thánh kia để chôn vùi những người quá cố mà mẹ tôi thương mà cha tôi trọng. Thầy tôi đọc có một lần thôi mà sao tôi cảm thấy nó rợn rợn gà, tôi nhớ từ ngày đó đến giờ luôn, để thấy rằng rõ ràng một quyển sách hay nó quan trọng vô cùng. Và tôi thấy tôi hiểu thế nào là lòng yêu nước. Mỗi lần tôi đi ngang qua một nghĩa trang liệt sĩ bây giờ, hay đi về nhà quê tôi ở một cánh đồng, đi ngang qua những cái gò mã, tôi nghĩ bao nhiêu bậc tiền nhân đã ngã xuống ở đây, trong đó bao nhiêu người đã hy sinh cho cái mảnh đất này. Tôi nhớ về cái bài mà thơ mà thầy tôi đã đọc cho tôi nghe. Thì cũng xin góp với chị Tâm một cái kỷ niệm về sách của Văn Đệ Messi. Xin mời thầy sử có kỷ niệm gì về sách. Hôm nay không biết có cái sự ngẫu nhiên nào đó mà em này cũng mang thêm một cái câu chuyện nó cũng liên quan tới người thầy. Và có thể nói rằng với cái nghề nghiệp của mình là một kỹ sư trước khi là một thầy giáo, thì sách thì đầu tiên em sử dụng nó như một cái phương tiện để mình gọi là chuyển tải kiến thức, bởi vì trong công việc phải đọc sách, bởi vì công nghệ thông tin là một cái lĩnh vực mà nó thay đổi liên tục, và sách chính là một cái phương tiện để mình tiếp cận những công nghệ mới trên thế giới. Và đọc sách, hầu như một cái dự án nào mới thì cũng phải đọc hàng vài cuốn sách mới làm được việc. Nhưng mà nhiều lúc cái cuộc sống nó bận rộn, nó làm cho mình vô cái áp lực, cái nghĩ là sách nó chỉ chuyển tải kiến thức để phục vụ cho công việc mình mà thôi. Nhưng mà bạn đi một thời gian cứ bận rộn và không đọc sách, và lấy cái cớ là bận rộn để không đọc sách, thì thấy người ta mình còn thiếu rất nhiều thứ. Và thực sự rất là có lẽ là có duyên, em được gặp một số người thầy, những người đồng nghiệp cũng những người đi trước, họ đã mở ra nhiều cái lối và nhiều cái cơ hội để em tiếp tục quay lại với cái việc là mình tìm thấy trong sách có nhiều cái điều hay hơn nữa. Và những năm gần đây, khi mà trước khi em chuyển cái công việc làm thành người nhà giáo, thì em bắt đầu quay lại đọc sách và thấy rõ ràng là sách không phải chỉ là mang lại cái kiến thức để là cái chuyên môn cho một con người, mà qua cuốn sách nó mang lại cho mình những cái hình ảnh, những hình tượng về những con người. Có thể trong cuốn sách nào đó nó là hình dáng của người mẹ, người chị, người cha hay là người thầy. Và cái cách mà giải quyết cuộc sống của họ, hoặc là cái cách nhìn nhận cuộc sống của họ, thì nó để cho mình thành một cái tấm gương để mình học hỏi. Và có lẽ là cũng nhờ một trong những câu chuyện mà em đọc được đó, nó đã làm cho em thay đổi cái
con đường nghề nghiệp của mình, đó là chuyển từ một người kỹ sư đi làm việc trong một công ty nước ngoài, rồi phải làm rồi để chỉ lo ăn uống để lo có một nguồn thu nhập ổn định, và chuyển hẳn để làm một người thầy giáo, một giảng viên. Thì mặc dù bây giờ nó cũng còn nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng mà cảm thấy sự lựa chọn này là chính xác. Và vì sao tôi lựa chọn này thì nó chính là từ tác động của những cái hình ảnh, những câu chuyện tôi đọc được từ đống sách. Thì hôm nay đến đây thì với thầy, với chị Tâm, tôi có mang theo cuốn sách là Người Thầy Đầu Tiên, là cũng là từ một người thầy rất là đáng kính tặng lại. Và sau khi tôi đọc cái câu chuyện này thì tôi thấy rất là cảm động, bởi vì nó có cái gì đó cũng như là một hình ảnh của mình trong đó. Và cái người cô, người thầy trong cái chuyện này cũng chán chắc một người thầy, người cô mà mình đã gặp ở ngoài đời.